Các bạn thân mến, thời gian qua, số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao ở nhiều địa phương. Dù triệu chứng của COVID-19 ở trẻ nhẹ hơn so với người lớn, số chuyển nặng và nhập viện ít, nhưng một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi, nhất là hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19 với các biểu hiện thường gặp như sốt cao liên tục, rối loạn tiêu hóa, phát ban ngoài da, môi lưỡi đỏ, vân vân. Các triệu chứng này có thể tồn tại từ lúc mắc bệnh hoặc mới xuất hiện sau khi đã khỏi bệnh. Điển hình, trẻ bị mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, nổi ban đỏ hoặc xung huyết giác mạc, trẻ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và rối loạn giấc ngủ, trẻ bị rối loạn tiêu hóa, nôn, đau bụng, tiêu chảy, có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Tuy nhiên, nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt. Các chuyên gia y tế lưu ý không phải tất cả các triệu chứng xuất hiện ở trẻ sau mắc COVID-19 đều là hậu COVID-19. Trước khi kết luận triệu chứng đó do hậu COVID-19, cần loại trừ các nguyên nhân khác. Hiện chưa có bất kỳ một biện pháp vật lý, thuốc hay thực phẩm nào giúp ngăn chặn việc xuất hiện hậu COVID-19 ở trẻ em. Do đó, theo khuyến cáo của các chuyên gia nhi khoa, phương pháp duy nhất giúp không xuất hiện hậu COVID-19 là dự phòng nhiễm sars-cov-2 cho trẻ bằng các biện pháp phòng bệnh thích hợp và tiêm vaccine COVID-19 khi có chỉ định. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, từ 18 giờ ngày 15 tháng 4 đến 6 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2022, tỉnh ghi nhận 47 ca dương tính mới, tất cả đều là ca cộng đồng, trong đó có 2 ca liên quan đến cơ sở giáo dục. Cụ thể, huyện Ba Tri 36 ca, huyện Dùng Trôm 4 ca, thành phố Bến Tre 4 ca, huyện Châu Thành 1 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 1 ca, huyện Mỏ Cày Nam 1 ca. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 95.535 ca dương tính, số F0 khỏi bệnh 95.055 ca, số tử vong 475 ca.